Hello, welcome back to our lesson today. And today we will continue with the topic the home, right? Xin chào các bạn quay trở lại với buổi học ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về các vật dụng trong chủ đề nhà cửa nhé. Ok, vậy thì đó là những từ vựng nào các bạn cùng chú ý nhìn lên màn hình. Và cô sẽ có mục tiêu cụ thể cho bài học ngày hôm nay. Đó là gì đây ạ? Các bạn cần phải gì? Biết cách phát âm đúng và hiểu được nghĩa của các từ đó là gì đây? Bookcase, box, camera, clock, cupboard, lamp. Vậy thì sau khi các bạn đã biết cách phát âm đúng và hiểu được nghĩa của các từ vựng đó rồi, thì các bạn cần phải biết cách sử dụng đúng vào mẫu câu. Đó là gì đây ạ? Is, a, để muốn diễn tả nó là một cái gì đó. Ok, rồi vậy bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào từ vựng đầu tiên. Are you ready? Very good, let's go. First one. Các bạn thấy đây là hình ảnh một cái gì đấy ạ? Good job, một cái giá để sách đúng không nào? Vậy tiếng Anh mình sẽ đọc từ này là gì ạ? Bookcase. 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 Ok, vậy thì khi đọc từ này các bạn cần lưu ý cho cô đó là các âm sau. Âm tiết thứ nhất của từ đầu tiên đó là B, sounds B. Ok, thứ hai đó là gì đây ạ? Từ book kết thúc bằng letter K, sounds K. Đúng nào? Ở đây mình sẽ có hai từ, đó là từ book và từ case. Ok, vậy mình sẽ thấy từ book kết thúc bằng letter K, sounds K. Và từ case, âm đầu tiên ở đây là letter C, sounds ok, và kết thúc của từ case là letter E. Tuy nhiên letter E ở đây nó bị câm và các bạn sẽ bật âm trước đó chính là letter S, sounds S. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tập phát âm trước sau khi chúng mình đọc vào từ nhé. Đối với từ book, các bạn sẽ có hai âm cần chú ý đó là gì? Letter D, sounds B, B. Và âm kết thúc ở đây là letter K, sounds right. Và từ thứ hai đó là từ case. Nó bắt đầu bằng letter C nhưng âm của nó cũng là gì đây ạ? Và âm kết thúc ở đây là ok. Vậy mình sẽ đọc từ này là gì đây ạ? Bookcase. 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 Nhớ nhé, các bạn lưu ý là từ case sẽ kết thúc bằng letter S. Ok. Rồi. Các bạn cùng nghe và nhắc lại theo cô nào. Bookcase. One more time. Bookcase. Very good. Chúng mình cùng đến với từ thứ hai nhé. Ok, các bạn nhìn thấy đây là một cái gì ạ? Một cái hộp đúng không nào? Vậy mình sẽ đọc từ này là gì đây? Box. Box. Ok, từ này thì các bạn cần lưu ý cho cô một cái âm khá là khó. Đó là âm kết thúc của từ này. Được chưa? Nó kết thúc bằng letter X. Và nó sẽ bật âm là gì đấy ạ? Ok, vậy thì các bạn lưu ý là âm này nó được ghép với hai âm, đó là âm gì ạ? Và vậy thì chúng mình khi đọc thì các bạn sẽ đọc nhanh hai âm này vào với nhau để tạo thành âm gì đấy ạ? Ok, vậy quay trở lại từ, mình sẽ đọc từ này là gì đấy? Box. 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 Now can you listen and repeat? Box. Ok, very good. Now, next one. Cái gì đây các bạn nhỉ? Good job. Một cái máy chụp ảnh đúng không nào? Vậy tiếng Anh mình sẽ đọc từ này là? Camera. 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 Ok, vậy nó sẽ bắt đầu từ này là letter C. Đúng nào? Và âm tiết này mình sẽ bật âm là K. Ok, và mình sẽ đọc từ này là gì đây ạ? Ok, can you listen again? Camera. 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 Okay, now can you listen and repeat? Camera. Very good. One more time. Camera. Well done. And next one, what is it? Các bạn nhìn thấy đây là một cái gì đây ạ? Một cái đồng hồ đúng không nào? Rồi, vậy từ này thì chắc chắn là cũng khá là quen thuộc với chúng mình rồi. Tuy nhiên các bạn cần chú ý khi phát âm từ này nhé. Đó là gì đấy ạ? Clock. Clock. Ok, từ này thì các bạn thấy về cách viết
đứng đầu là letter C và kết thúc là letter K, đúng nào? Cách viết thì khác nhau, tuy nhiên khi bật âm thì nó lại giống nhau nhé. Letter C và letter K thì đều có âm là gì đấy ạ? Đúng nào? Vậy thì khi đọc từ này mình sẽ bật âm K ở đầu và kết thúc cũng là right, so we say clock, clock, clock. Very good. Can you listen? I repeat again. Clock. One more time. Clock. Very good. It's a... Okay, các bạn nhìn đây và các bạn có thể biết được đây là cái gì không ạ? Đúng rồi, đấy là một cái tủ và thường là mình sẽ để bát đọ hoặc là cốc chén vào trong cái tủ này đấy. Vậy thì tiếng Anh mình sẽ đọc từ này là gì đấy? Cupboard. Cupboard. Ok, vậy thì để đọc từ này đúng, các bạn cần lưu ý cho cô âm tiết đầu tiên và âm tiết cuối cùng của từ nhé. Đối với âm tiết đầu tiên thì nãy giờ cũng khá là nhiều từ mình gặp rồi đúng không nào? Nó bắt đầu bằng letter C và âm của nó cũng là gì đấy ạ? Đúng không? Và kết thúc của từ này là letter D và âm của nó là gì đây ạ? Ok, vậy mình sẽ đọc từ này là cupboard. 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 Now can you listen and repeat again? Cupboard. Very good. One more time. Cupboard. Very good. Cupboard. Well done. Okay, một cái tủ để đựng đồ đúng không nào? And the last one. Một cái gì đây ạ? Yes, một cái đèn đúng không nào? Từ này thì các bạn sẽ cần lưu ý những gì? Thì trước tiên các bạn hãy cùng nghe đã nhé. Lamp. 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 Rồi, vậy thì sau khi nghe xong thì các bạn sẽ thấy mình cần phải lưu ý các âm nào đây ạ? Âm tiết đầu tiên và âm tiết cuối cùng đúng không nào? Âm tiết đầu tiên bắt đầu bằng letter L, sau các bạn cong lưỡi và lưỡi của mình chạm lên hàm trên đúng không ạ? Và âm tiết thứ hai là P, sau P, right. Rồi, vậy các bạn cùng chú ý nhìn lên màn hình giúp cô. Đối với âm tiết đầu tiên letter L, các bạn cong lưỡi của mình và đầu lưỡi chạm lên hàm trên nhé. L, L, L. Ok. Và âm tiết thứ hai là letter P. Sounds P, P, P. Âm môi đúng nào? Chúng mình mím môi và bật ra. P, P. Ok. Quay trở lại từ thì các bạn sẽ đọc từ này là lamp. 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 Ok. Now can you listen and repeat? Các bạn nghe nhắc lại nào. Lamp. Ok, very good. Vậy là cô trò mình đã vừa tìm hiểu xong các từ vựng về chủ đề nhà cửa rồi đúng không nào? Vậy các bạn có thể nhắc lại cho cô đó là những từ vựng nào không ạ? Ok, so I will show you the picture. Ok, các bạn cùng nhìn lên tranh và nói lại cho cô nhé. Ok, what is it? Good job, bookcase. Right, một cái tủ sách đúng không nào? Vậy nếu mình nói nó là một cái tủ sách thì mình sẽ sử dụng mẫu câu gì đấy ạ? Very good, it's a bookcase. Now can you listen and repeat again? It's a bookcase. Very good. Okay, next one. What is it? Good job. Box. Một cái hộp đúng không nào? Vậy mình nói nó là một cái hộp thì tương tự như nó là một cái giá sách, mình sẽ nói it's a box. It's a box. Can you listen and repeat again? It's a box. Very good. Next one. What is it? Camera. Right. Nó là một cái máy chụp ảnh. Thì mình sẽ nói là it's a camera. It's a camera. Very good. Okay. And what is it? Clock. Right. Nó là một cái đồng hồ. Mình sẽ nói là gì đấy? It's a clock. It's a clock. Very good. Okay. And cái gì đây ạ? Một cái tủ để bát đĩa hoặc là cốc chén đúng không nào? We say cupboard. Cupboard. Và nói nó là một cái tủ thì các bạn sẽ nói là gì đây ạ? It's a cupboard. It's a cupboard. Good job. Okay, and the last one. Cái gì đây nhỉ? Một cái đèn đúng không nào? Lamp. Right. Nó là một cái đèn thì các bạn sẽ nói là gì? It's a lamp. It's
a lamp. Can you listen and say it again? It's a lamp. Very good. Now can you say all of it again one more time? Các bạn cùng nhắc lại với cô tất cả các câu của 6 từ vựng này nhé. It's a bookcase. Very good. It's a box. Well done. It's a camera. Very good. It's a clock. Good job. It's a cupboard. Good. And it's a lamp. Very good. Okay, vậy là cô trò mình đã vừa học xong các từ vựng và sử dụng vào câu rồi đúng không nào? Vậy tổng kết lại, ngày hôm nay cô trò mình đã tìm hiểu tất cả 6 từ vựng về chủ đề nhà cửa đúng không nào? Vậy từ đầu tiên đó là gì đây ạ? Bookcase. Cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái giá sách đúng không nào? À, từ thứ hai là box. Cái hộp đúng ạ? Từ thứ ba là gì đấy? Camera. Cái máy chụp ảnh đúng không nào? Clock. Cái gì nhỉ? À, cái đồng hồ, đúng rồi. And here is cupboard. Cái gì nhỉ? À, cái tủ đựng bát đĩa chén đúng không nào? And lamp. Cái gì nhỉ? À, cái đèn. Ok, đèn này là mình có thể là đèn để bàn hoặc là đèn trần nhé. And sau khi học xong 6 từ này rồi thì các bạn đã biết cách sử dụng vào mẫu câu. Đó là gì đây ạ? It's a để diễn tả gì ạ? Nó là một đồ vật gì đó. Ok, vậy thì để có thể đọc đúng và hiểu được nghĩa của các từ này một lần nữa thì các bạn hãy xem lại video và xem lại cách phát âm và lưu ý những gì khi mà mình đọc từ đó để cho nó chính xác hơn nhé. Ok, so now it's time to say goodbye and I will see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.